Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu game thì tôi xin được cảm ơn anh em Đinh Việt Phú đã donate cho tôi 100k trong cái buổi tối ngày hôm qua để chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng. Rất là cảm ơn anh em nhá. Mặc dù tôi thấy nó cũng không liên quan đến nhau lắm. Hôm qua xem bóng đá hồi hộp vãi đái. Hồi hộp hơn cả là chơi auto chat mà một máu lật kèo anh em ạ, dã man. Đấy. Cái cảm giác đấy nó giống như thế, nó khá là giống cái kiểu là chúng ta chỉ còn một máu và sắp chết rồi, sắp chết rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng là lật kèo vô địch. Đấy, hôm qua như thế anh em ạ, hôm qua xem cảm giác nhá. Cái lúc mà sau cái quả đánh đầu ghi bàn ấy là rất là hồi hộp. Đấy. Xem mà sợ thật sự, có hai cái tình huống mà lúc đấy nó gần hết giờ rồi. Đấy mà lúc đấy nó gần hết giờ rồi mà nó lại suýt nữa thì là bị gỡ hòa. Hai tình huống. Đấy mà lúc đó, tôi nhớ là cái bù giờ là nó bù đến tận 5 phút. 5 phút đấy đúng là dài vãi đái. Cũng may không có quả nào vào cả và chúng ta chiến thắng. Hôm qua cũng có nhiều anh em là nhắn tin hỏi tôi là có đi bão không thì tôi cũng trả lời là không. Tôi bây giờ già rồi, tôi ở nhà thôi. Ở nhà đi ngủ thôi anh em ạ. Đi bão ở trong mơ nhá anh em nhá. Mà tôi không hiểu tại sao mà thực ra đội tuyển Việt Nam mình cũng gọi là xếp top 1 châu Đông Nam Á chứ đúng không? Top 1 Đông Nam Á mà lúc nào mà gặp Thái Lan rất sợ nhá. Tâm lý lúc gặp Thái Lan cực kỳ sợ. Rất là sợ thua. Có con gấu này, cho vào đó, chơi thôi. Ok, trận này rất có thể là chúng ta sẽ... Ừ. Có con ách này, chúng ta câu gấu. Biết đâu trận này lại được chơi gấu. Mà gấu trận này là chơi với cái gì? Gấu 6 đỏ à? Trận này chắc chỉ chơi được mỗi gấu 6 đỏ thôi. Chứ còn gấu assassin nữa. Trận này cũng có thể chơi xin. Có 9 xin là chơi được này. Trận này trong truyền thuyết có rất là nhiều những cái con 5 tiền mà thuộc hệ xin. Cái con Sailing này, cái con Phantom Queen. Được. Thậm chí là ở đây là không có thuộc hệ xin nhưng mà nó trong cái bộ Assassin. Đấy chính là con Tôn Ngộ Không. Cực kỳ khỏe. Vậy là có tới 3 con ở trong. Ui dồi ôi. Vậy là thế nào đây? Không phải rồi. Thế này là cái gì? Chơi gì nhỉ? Ui. Chơi này chơi gì? Bán con ách đi. Mua con thỏ. Bán từ đầu game. Chơi Feather cũng được. Chơi này Feather cũng được. Ok. Bán đi thì mua con thỏ với con Zerso được. Anh em ạ. Ok. Thắng thì mua con Zerso. Ui dồi. Mẹ, thằng này ra là gấu mết rồi này. Thế thì có thắng nổi không cơ chứ. Khó lắm. Ra ngoài thua. Ăn nổi không? Ờ được, 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 được. Được, được. Hay lắm. Rồi, cung đen solo được, yên tâm. Con cung đen 2 sao rồi mà. Đấy. Chuyện này chưa chín hẹp được nhá. Ui. Không phải rồi. Nó lại thế này anh em ạ, thế như này. Khá khó hiểu. Bây giờ up cấp cho con rồng này vào. Có thêm Ego Seed được này. May quá chưa chốt đồ. Tí nữa tôi là ghép cái hai tia ở đây anh em ạ. May thật. Chút nữa tôi ghép cái hai tia rồi. May quá vẫn có cái Blink ở đây. Ok, có thể lấy chốt cái Blink để cho con gấu mết được. Chơi được. Ôi nhưng mà round này có thua không nhở? Không, không thua được. Hay lắm. Ui. Bài này chơi cái gì nhỉ? Mày thì 3 mét vào được này. Nhưng mà lại chưa cho được vào con thỏ vào. Thôi được rồi. Tôi sẽ lấy tạm một viên ma lăng này đã. Lấy tạm một viên ma lăng cho con gấu mết nó lướt nhanh. Thực ra là kẹp được vào Ego Seed nhưng mà đam tay thì nó cũng chỉ có một con thôi. Bây giờ 3 Hunter thì ổn hơn này. Bây giờ cho tôi 3 Hunter thì nó sẽ ổn hơn. Hiện tại là
Chúng ta chơi mết, nhưng mà mết như này thì nó lại không có tăng, không có tăng cơ, hơi đuối. Rồi cũng may là gặp những cái đối thủ khá yếu ở đây. Trông không hiểu chơi cái gì luôn. Vãi đái thật. Ảo thế nhở. Chắc là chơi gót đấy. Ui ôi, ra nhiều cung đen thế. Cái con cung đen này thì thực ra bây giờ không chơi. Bây giờ lấy đồ rồi. Mà trận này nếu mà chơi cung đen thì chỉ có chơi Aegis thôi đúng không? Mà Aegis trận này không khỏe. Trận này Aegis không khỏe. Không có con chúa quỷ thì chơi cái bộ này không ok lắm đâu. Aegis lại phải chơi Aegis rồng cơ. Aegis rồng kết hợp với cả bom à. Đó. Giờ ra chúng ta may mắn, chúng ta ra là cái con gấu mết phải tận dụng anh em ạ. Phải tận dụng. Tận dụng con gấu mết này. Hay quá. Lướt phát nữa chơi hết. Ôi nhưng mà mẹ, thằng này kẹp cả Morin vào. Chơi cẩn thận thế nhở. Đầu game mà đã kẹp Morin rồi. À đây rồi, ba Hunter đây rồi anh em ơi. Được rồi. Rồi. Đấy, như này ổn hơn này. Ba Hunter kết hợp với cả Aegis. Ở đây có con này cũng kẹp vào đỏ vào cũng kinh rồi. Đỏ được không? Đỏ được chứ. Đây. Ui giời, cần gì Aegis. Đỏ này khỏe hơn anh em ạ. Rồi, ok. À, tôi vẫn chưa biết chơi gì. Trận này bây giờ phải có một cái gì tín hiệu gì đấy các anh em ạ, cho tín hiệu. Bây giờ chưa có tín hiệu, cần alo cái cho có tín hiệu, là xem có cái tín hiệu gì đấy để chúng ta chắc chắn là chúng ta chơi gì. Aegis thì không chơi rồi nhá. Aegis thì chắc chắn là không chơi. Đấy, Aegis thì chắc chắn là không chơi anh em nhá. Còn chơi gì thì cho tí tín hiệu vào xem nào. Cho chút tín hiệu đi. Ê. Thế thì cũng chưa biết chơi gì. Chơi Feather rồi. 9 đẹp à. Bởi vì tôi lấy cái mana rồi, viên mana rồi nên là nó sẽ phải có ý nghĩa một chút anh em ạ. Tôi nghĩ là nó sẽ phải, đội hình nó sẽ phải liên quan đến những cái món đồ mà chúng ta lấy được. Chứ còn bây giờ chơi Aegis thì cái viên ma lăng này nó phí lắm. Ở đây lấy được cái Blink này. Blink này có thể chơi 9 ép, chơi ghép Blink được. Thôi không chơi Aegis. Chơi 9 ép hoặc là chơi cái bộ gì mà đam của nó chủ yếu là đam bắn trưởng ấy anh em ạ. Ok, nhưng mà bây giờ hiện tại nói chung là cũng rất là ổn. Rồi, cứ từ từ đã. Đội hình này tôi nghĩ là chưa mất chuỗi được đâu. Đồ để dành ấy. Ok, thằng này vẫn chơi được. Rồi. Hay lắm. Úi giời, con gấu nó vẫn chưa chết kìa. Thế thì ok, rất tốt. Cái tầm này bây giờ thì ui. Tức là bây giờ chúng ta lại có thể là chơi 4 đỏ à. Ở đây Saturn Storm Shaman có chơi không nhỉ? Chơi chứ. Storm Shaman được. Thôi, không chơi ép nữa. Chơi chơi đỏ. Bộ trận này là đỏ là có Bad Omen là chơi được đấy anh em ạ. Bad Omen này là chơi được. Thế thì chơi đỏ kết hợp với cả gấu à, đúng không? Đỏ kết hợp với gấu được không? Nhưng mà vấn đề quan trọng là gấu nó phải ra cơ. Gấu nó không ra thì vẫn phải chơi một cái bộ gì mà late game mà vẫn có thể là chơi được. Mà nó không phải là gấu nhỉ. Để tính xem nào. Đấy, gấu này. Ui giời, khỏe đấy. Có khỏe không? Như này có khỏe không nhỉ? Hay phải up cấp? Mèo mua không? Thì mua.
Đằng nào thì cũng đang lẻ tiền. Bán bớt. Đấy, mua thêm con này nữa. Này, lên 7 được không? Lên 7 cho chắc. Cái gì đâu. Chắc chắn để giữ chuôi đây anh em ạ. Bình tĩnh. Ok. Ui, nhưng mà thằng này nói chung là yếu. Quả đấy là cũng hơi phí. Quả ông cấp là hơi phí đấy. Thằng này yếu mà, ăn được. Rồi. Đang có chuôi anh em ạ, chơi cho nó cẩn thận. Cẩn thận hơn. Ấy, lại ra gấu đây. Thế này á. Thế này chơi gì nhở? Từ từ đã xem nào. Chơi bây giờ tôi thấy là giống chơi gót à. Đồ này xem nào. Nhưng mà trận này không có canon. Thôi cứ ghép cái này để chơi cho con gấu mết nó lướt. Nó kiếm thêm mấy cái stack của huyết triệu anh em ạ. Kép trước đi. Cái trận này không có canon anh em ạ. Nên là chơi gót đỏ. Gót đỏ không ok. Không ok cho lắm. Được ra gấu nhở. Ra cặp gấu mết thì có được không? Có xin một cặp gấu mết thì ngon. Tầm này tôi nghĩ là tôi vẫn chưa thể mất chuỗi ở đâu. Thằng này lên 7 để cắt chuỗi tôi này. Đéo cắt được cơ. Ồ. Ồ. Hay quá. Định là có 2 sao rồi là vào cắt chuỗi đấy. À, trứng này mèo này. Hai mèo. Có chơi mèo không nhở? Trận này chơi mèo không? Chơi mèo thì bỏ con này đi à? Bỏ Hunter đi luôn à? Bỏ Hunter cho 4 đỏ vào không? Ở đây có 4 đỏ này. Ra con ác rồi. Ờ. Chơi 2 mèo kẹp 4 đỏ vào được không? Kẹp gấu. Thế thì bỏ Hunter à? Nhưng mà Hunter toàn 2 sao này. Bỏ đi nó sai lắm. Anh em ạ. Ui vớ vẩn thua nào này này. Ăn được không? Ấy vẫn ăn được. Hay quá. Ui con này nó lướt. Không sao không sao. Rồi có chuỗi rồi. Ai đây rồi? Đỏ này. Ui. Lẽ ra nếu mà tôi không bán Wing Ranger tôi đã có đủ bộ 6 Hunter rồi đấy. Nhưng mà bây giờ chắc là tôi bán luôn mấy cái bọn Hunter đi. Tôi cho kẹp 4 đỏ vào ngon hơn này. Phải không? Thôi lốt round nhỉ. Round này round 14 rồi. Round sau round 15 rồi. Phải không? Hay là up 8 luôn. Up 8 luôn đi có vẻ nó hơi sai. Thôi bán đi nhỉ. Bán đi. Ok. 4 đỏ vào cho tôi. Ấy, tôi chết tôi rồi. Mới chỉ được có 3 đỏ thôi. Thiếu 1 đỏ. Ôi phải lên 8 mới đủ. Tôi chết mẹ thì có thua đâu này không nhở. Thôi mà. Thắng đi thắng đi thắng đi thắng đi thắng đi. Ui rồi ôi con mèo nó nhảy trượt rồi. Ui con gấu của nó vẫn nướt kìa. Ăn được không ăn được không. Mẹ ơi còn con sâu có đẻ kìa. 3 đánh 2 3 đánh 2. Ăn được không ăn được không. Ui dùi, ăn vẫn ăn được anh em ơi. Hay quá. Ui tí nữa mất chuỗi anh em ạ. Hiền thế nhờ. May thật. Wow. Hết hồn. Hết hồn như là cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua. Dã man. Phút bù giờ. Đây như này. Để thêm con Skull Hunter nữa. Ok. Ơ có thằng Quýt à? Sao có thằng nó bị đánh bại ở round 15 nhỉ? À chắc Quýt rồi. À nó xả hết tiền nó không ra được bài. Thế là cáu Quýt luôn anh em ạ. Thiếu nghị lực thế nhỉ? Quýt luôn như vậy kinh như vậy. Thực ra thì ngoài cái việc thiếu nghị lực ra thì chúng ta phải công nhận là mạnh mẽ. Khá là mạnh mẽ đấy. Rất là quyết đoán nhá. Không lằng nhằng không nói nhiều. Quýt luôn. Thực ra thì cũng có nhiều trận tôi cũng như thế đấy anh em. Tôi quýt. Tôi cũng quýt như thế.
chơi mấy cái bộ như là bộ Creator ấy anh em ạ. Chơi Creator là hay có cái kiểu đấy lắm. Hay có kiểu đấy. Ấy à, đồ này hai cái Berlin à? Lắm Berlin đấy. Rồi, lên 8 kẹp 4 đỏ vào anh em ạ. Lên 8 kẹp 4 đỏ vào thôi. Đó. Gấu mết vẫn đang gánh. Bây giờ chỉ cần lổ ra một con gấu nữa thôi này. Bây giờ chỉ cần nổ ra một con gấu nữa là gấu mết thì là đập trứng luôn. Đấy, nếu mà ra gấu mết thì đập trứng luôn. Còn ra cái con gấu khác thì tôi sẽ kẹp wizard vào. Ok, lấy những cái món đồ để tương lai dùng thôi. Bây giờ chưa ghép được. Đợi tương lai. Một cái là sẽ là ghép cái giảm hồi chiêu. Và cái áo mưa là sẽ ghép cái gì nhỉ? Cái chiến thánh anh em ạ. Hợp lý. Ui thằng kia mất chuỗi rồi kìa. Ui giới ơi, chưa cho tôi gặp thì nó làm sao. À đây rồi. Yên từ từ nhá, nhưng mà lại có nên đập trứng cho con gấu mết này không nhỉ? Hay là hai gấu, chơi hai gấu. Chơi hai gấu ngon hơn không? Đây này, có cả con heo này. Cả con heo luôn này. Thế thì như thế nào mạnh hơn? Tôi nghĩ đập trứng mạnh hơn đấy. Thôi, đập trứng đi anh em ạ. Ok. Thế thì cho 4 đỏ vào vậy. 4 đỏ. Tí nữa thay con heo vào khỏe. Quên. Rồi. Đấy. Gánh anh em ạ. Gánh. Gấu mết đồ game gánh tôi. Ok. Thế được rồi. Ổn rồi. Bây giờ đợi thêm một con gấu nữa thôi. Trận này sẽ chơi, có thể là chơi kết gấu kết hợp với cả 6 đỏ được. 6 đỏ kết hợp với gấu là ở level 10 đúng không? Đúng rồi. Trận này còn có Tôn Ngộ Không nhá. Nếu mà Tôn Ngộ Không thì chúng ta có thể chơi cái bộ cực kỳ trâu luôn. 3 Meteorite kết hợp với cả 6 đỏ. Được không? Quá được anh em ạ. 3 Meteorite kết hợp với 6 đỏ cực kỳ trâu chó luôn. Máu nhiều lại còn giảm phần trăm sát thương. Giảm tới 35% cho toàn bộ đội hình. Đấy, rất là khỏe. Ui bây giờ mới để ý anh em ạ. Trận này đéo lắm Thái Lan thế. Ui ôi 5 thằng Thái Lan anh em ạ. Dã man. Có phải là nó vào hội đồng tôi không? Để trả thù cho đội tuyển Thái Lan hôm qua không? Có phải không? Dã man thật. Ua, gì sợ thế? Khỏe đấy nhờ, thằng này xả hết tiền ăn chuỗi tôi à? Kinh thật. Mấy thằng này khô máu thật đấy. Có mất chuỗi không? Có mất không? Có mất không? Trông có vẻ không bạn ơi. Hay quá. Vẫn giữ sạch lưới anh em ơi. Tuyệt vời anh em ơi. Rồi thôi lên 9 anh em ạ. Lên dần lên 9 thôi. Lên 9 nó kẹp thêm con heo mà. Đằng nào sẽ phải lên 9 để triệu hồi gấu anh em ạ. Lên 9 nó kẹp 4 đỏ kết hợp với cả 2 wizard là 5 con đúng không? 5 con cộng với cả 3 con gấu là 8 con. À thế là vẫn thừa một slot, chỉ cần chơi ở 8 thôi. Ok. Nhưng mà tầm này có con gấu mết 2 là cũng là yên tâm rồi đấy. Cũng ổn áp rồi. Thế này là cũng ổn rồi. Bây giờ hy vọng ra một con gấu nữa thôi. Ui nhưng mà có mất chuỗi ở rau này không nhỉ? Rau này gặp Live Blade Live 2 sao rồi kìa. Nhưng mà cái con gấu tín quá anh em ơi. Trời ơi nó lướt kìa. Con này đúng là rất mạnh nhá. Mấy con gấu thực ra chỉ cần lên 2 sao là con nào nó cũng gánh được anh em ạ. Ổn quá nhờ. Rồi. Trận này giữ chuỗi tận 100% máu đến round thứ 20 cơ. Thì không biết là trận này liệu rằng là có đến hết game không nhở. Liệu rằng là chúng ta có đến hết game chúng ta vẫn giữ lại được 100% máu không? Giữ sạch đối nhà không? Khó đấy. Khó đấy. Trong trận này
Nhìn đã biết là bị hội đồng bởi coi như là 5 thằng Thái Lan rồi. Trả thù cho bóng đá hôm qua. Xem nào. Xem là liệu rằng là cậu có thể trả thù được cho trận hôm qua không? Cho buổi tối ngày hôm qua không? Bây giờ tôi chỉ cần lổ một con gấu nữa thôi, trò chơi nó sẽ kết thúc. Ở đây là nhìn thấy tôi là đủ 6 đỏ đấy anh em. Đủ 6 đỏ rồi. Dí một mạch lên 10 luôn này. Kẹp quy giạt vào. Ui rồi ôi, không phải. Không phải con này. Trời. Đâu phải con này đâu. Đây, cái chén thánh. Nhầm rồi. Nhầm rồi anh em ơi, đâu phải con đấy đâu. Đây, cho hai con Skull Hunter vào. Con mèo này có chơi không nhỉ? Con mèo thực ra thì anh em cũng thấy là tôi đang form cái đội hình là 3 Meteorite kết hợp với cả 6 đỏ thì chắc chắn là sẽ không có slot cho mèo. Để nói thật là như thế. Nên là con mèo này cũng phải tính toán để không lãng phí cái việc up con mèo lên. Cứ bình tĩnh, vớ vẩn mất chuỗi round này này, kẹp Burin đánh cẩn thận thế nhở. Ui vẫn chưa mất chuỗi anh em ơi, vẫn có thể ăn được, hay quá. Rồi. Chưa, không dễ thế đâu. Ok, như này. Lên 10 nhở. Tôi nghĩ là lên 10, ấn lên 10 dần thôi chứ còn Saman nữa này. Ấn lên 10 dần thôi. Roll gì cái bài này đâu anh em, không cần roll. Chơi gấu cần gì roll. Chơi gấu bài tự ra anh em ạ. Dí phát lên 10 form sức mạnh bằng CDG. 4 gấu kết hợp với cả 6 đỏ. Chưa cần phải là 3 Meteorite. Đấy mà tí nữa sẽ là 3 Meteorite kết hợp với cả 3 gấu thôi nhá anh em nhá. Không đủ slot. Bớt một con gấu đi để cho con Ngộ Không vào. Vãi thằng này có cái con gấu ba. Căng vậy. Nhìn là biết ý đồ rồi. Ý đồ của nó chắc là 3 Meteorite kết hợp với cả 6 bit mà. Chính xác. Nhìn là biết luôn. Rồi tôi sao? Tôi 3 Meteorite kết hợp với 6 đỏ thì có mạnh hơn không? Là 6 bit không? Thực ra cái bộ 6 bit kết hợp với cả 3 Meteorite thì nó lại đủ 4 con gấu ở giai đoạn late game. Đấy, trong khi cái bộ này của tôi thì nó chỉ có 3 gấu thôi, nó không được 4 gấu đâu. Nó sẽ mất một cái slot. Nhưng mà cái bộ đỏ thì trận này cũng khỏe anh em ạ. Nó có cái con Omen ấy. Trận này có Omen kích hoạt 6 đỏ không cần kẹp quy giạt khỏe hơn. Round này rất có thể sẽ mất chuỗi ở đây. Địch mạnh quá. Có ăn nổi không nhờ? Tôi thì có 4 đỏ thì cũng trâu. Nhưng mà nó thì 6 Clive thì cũng trâu. Ồ, nhưng mà ăn được này. Ui dồi, khỏe chưa? Ui, công nhận cái con gấu mết của Khánh thật tệ. Ui thì khả năng cao là tôi có 100% máu đến hết game rồi anh em ạ. Ý, lại ra một con gì đây? Ờ, gấu đù à? Lại ra con gấu đù mới gọi là chán như này. Kể ra là thêm con gấu mết nữa thì có quả trứng kìa. Phải mua quả trứng này. Chắc chắn phải mua quả trứng này. Lên 10 luôn. Bán ngoài đi, mua quả trứng. Thôi. Sword Master để lên 2 thôi anh em ạ, 2 sao thôi được rồi. Rồi thằng này cũng gấu 2 này. Nhưng mà là gấu Saman 2 sao. Không sao, tôi khỏe hơn anh em ạ. Tôi khỏe hơn. Ây da, căng quá nhờ, giữ được chuỗi tới tận round 26. Ui dồi ôi, tuyệt vời anh em ơi, lên được 10 rồi. Thôi bây giờ kiếm 6 đỏ vào thôi. Nhưng mà 6 đỏ bây giờ nó chả có cái tác dụng gì. Bởi vì tôi bây giờ đang máu đang nhiều vãi đái. Ơ nhưng mà nó lại ra con mèo này. Ơ thế thì hay chơi mèo. Gấu bây giờ đéo ra này. Gấu bây giờ vẫn thiếu một con nữa anh em ạ. Phải có 3 con để kích hệ.
trận này có khi chơi bố nó con mèo. Anh em nhỉ, trận này có khi chơi bố nó mèo đi. Mèo kết hợp với sáu đỏ được không? Mèo kết hợp với sáu đỏ thì thừa hai slot. Sáu đỏ level 8 kết hợp với cả hai mèo. Hai mèo level sáu đỏ level 6 kết hợp với hai mèo là level 8. Vậy là còn hai slot nữa. Hai slot nữa thì cho thêm hai con mèo nữa à? Được không? Được thì cứ roll mèo vào mà chơi thôi, cho mèo vào chơi thôi. Thì cũng được, để xem nào. Con này được này. Chán nhở, ra bao nhiêu gấu mà không ra cái con gấu tôi cần. Bây giờ chỉ cần ra con gấu Saman thôi, hoặc là con gấu gấu Assassin thôi là cũng được. Tiếc quá nhở, trận này không chơi gấu rồi anh em ạ. Trận này như này không chơi gấu, muộn rồi. Quá muộn rồi, bây giờ round 26 không đợi được nữa rồi. Ồ. Chốt nhá. Chốt đồ, tí nữa đồ này là sẽ cho con mèo. Trận này chơi mèo anh em ạ. Trận này chơi mèo thôi chứ còn không chơi không chơi gấu được. Rồi. Bây giờ thực ra thì sáu đỏ nó cũng chẳng có cái tác dụng gì đâu anh em ạ. Cái tầm này sáu đỏ nó cũng không cộng thêm máu. Bây giờ mình 100% máu thì nó đâu có cộng thêm tí nào đâu. Gặp thằng này ăn được không? Ra là cái con gấu 2 sao mà đừng bảo thua nhá. Thằng này nó vẫn thua tôi này. Úi dồi ôi. Clear khỏe đấy. Trông clear khỏe đấy. Ây à, vớ vẩn thua này. À không, ui rồi ôi, con ách nó khóa. Hay quá nhờ. Quả ách khóa quá hay luôn. Nhưng mà ok, nhưng mà tôi nghĩ là nó không thể nào cắt chuỗi được đâu. Rồi, hay quá. Ui, thậm chí là nó còn sắp chết. Nó chỉ còn 5 máu thôi. Ui, ngộ không này. Nhưng mà ra ngộ không đéo có đồ anh em ạ. Rốn tiếp. Mèo này, hai mèo rồi. Đập trứng không nhở? Thôi, đập trứng luôn anh em ạ. Trận này chốt nhá, chốt chơi mèo. Không chơi gấu, trận này chơi mèo đó. Mà chơi mèo thì có chơi con ngộ không hay không thì chắc là cũng không chơi. Đã chơi mèo thì chơi mèo kết hợp với sáu đỏ luôn. Mèo làm co, dồn toàn bộ đồ cho con mèo. Nhưng mà phải mèo 3 sao là mới tín cơ. Mèo này bây giờ tầm này 2 sao thì yếu lắm, không mạnh. Sẽ phải roll. Roll kiếm cái con đỏ cuối cùng, cái con đỏ 5 tiền. Bad Omen rất cần. Vớ vẩn, tao này mất chuỗi không? Nếu mà không mất chuỗi thì thằng này sẽ chết. Ồ. Oh. Ui rồi ôi, vậy là tôi đẩy thằng này đi luôn. Kinh quá nhờ. Mẹ giữ chuỗi vãi cứt thật. Sắp 30 round không mất chuỗi rồi thì có khi nào kết thúc trận đấu này với 100% máu không? Vớ vẩn là như thế thật đấy. Đẩy nhanh quá anh em ơi, trận này kết thúc nhanh rồi. Trời ơi, Thái Lan với chúng tôi. 5 thằng Thái Lan ra đây nhá. Còn mày ra đây hết đây. Ra đây hết đi. Gỡ lại đi, gỡ lại hôm qua đi xem nào. Xem có gỡ được không nào. Việt Nam vô địch rồi anh em ơi. Trận này như có một mình tôi Việt Nam thì phải. Đen nhỉ. Roll ở level 10 mãi không sao con Omen. Cay thật. Liệu rằng là gặp cái thằng chuỗi cộng 7 kia có mất chuỗi không nhở? Mất chuỗi cho nó thì lại ngu người luôn đấy. Hunter Ego Seed. Bây giờ hiện tại là 6 Hunter 4 Ego Seed à? Lên 10 sẽ là 6 Hunter 6 Ego Seed ở level 10. Còn cái thằng này ra là con gấu Assassin nó kết hợp với cả bộ Beat này. Cũng ghê. Cũng ghê bạn ơi. Cũng ghê, cũng ghê, cũng ghê. Ui, vớ vẩn, thằng này nó cắt chuỗi cho tôi mất. Được không? Ui, trông thằng này có vẻ như nó cắt chuỗi của tôi thật anh em ạ. Cho thằng này chuỗi là sai lầm rồi. Thằng này khỏe lắm. Gấu Assassin kết hợp với cả tí nữa nó sẽ là con ngộ không và 6 bit đấy. 6 bit mà 3 meteorite. Ờ được không? Được không? Bật
Ui rồi ôi, không bật được cái chén thánh lên. Mất chuỗi cho thằng có gấu với bọn cay như này. Khó rồi. Ui rồi, bây giờ mới ra này. Thế thì chơi gì? Từ nhá. Thôi bán mấy con này đi, không cần kích hệ nữa. Bán gấu thôi anh em ạ. Tầm này gấu gì nữa. Tầm này chơi chuyển sang chơi mèo thôi. Doom này. Lấy không? Trận này không chơi gấu nữa anh em ạ. Để đấy, Doom này để làm gì? Để đánh với cái thằng gấu vừa lấy đây anh em. Cần con Doom. Để Doom một con gấu assassin không cho nó nhảy, nó chém, nó bay nhảy không giết được anh em ạ. Ok. Còn thằng này thì 6 Glacier đúng không? 6 Glacier Clyde nhưng mà chưa lên được 11 thì làm gì có cái cửa đấy. Đi luôn không? Úi giời ơi. Mẹ quả đầy vai cứt đúng 18 máu ạ. Đen, quá đen cho đối thủ. Còn đúng 18 máu thì tôi đẩy đúng 18 máu luôn. Điêu thật. Thôi được rồi. Tôi nghĩ là thôi chúng ta roll con mèo 3 rồi anh em ạ. Đây trứng này. À, đỏ nữa này. Thôi chơi đỏ với cả mèo thôi chứ không ngộ không nữa. Tầm này không ngộ không nữa. Ui heo này. Thôi thôi bán Doom luôn. Không cần Doom. Con mèo lên 3 sao là cũng khỏe lắm anh em ạ. Nó chả cần phải ngộ không để gây đam đâu. Ngộ không thì co đam vật lý thôi. Nhưng mà trận này thì tôi nghĩ là cứ chơi mèo kẹp vào thì có những cái cặp ấy. Trận này ví dụ như chúng ta có cặp Bad Omen ấy, cặp Bad Omen này mà lên hai cái con Bad Omen 2 sao. À, chúng ta có 3 con Bad Omen 2 sao rồi đấy. Đấy, hoặc là cặp Storm Shaman, cặp heo. Đấy, cứ chơi thế thôi anh em ạ. Không cần nhiều đâu, không cần phải cho nhiều vào đâu. 6 đỏ kết hợp với mèo là đủ anh em ạ, thế thôi. Úi giời, giáp băng như gì nữa. Đấy, giáp băng anh em ạ. Ok. Đây, giảm hồi chiêu ổn luôn. Đồ thừa nhiều quá nhờ. Đây rồi. Ui giời, hay quá. À đây rồi. Storm Shaman lên 2 sao. Rồi 50 tiền zone thôi anh em ạ. Đây rồi. Heo lên được 2 sao rồi. Full 2 sao. 6 đỏ đây rồi. Ok. Rồi từ từ đã. Chưa bỏ gấu đi vội. Lấy gấu ở đây để tiếp tục làm tiền anh em ạ. Ui rồi anh em nhìn nó lướt kìa. Con gấu mết vẫn đang gánh kèo. Sổ cắt chuỗi luôn. Được quá nhờ. Ui lại ra con gấu mết nữa này. Gấu mết ra nhiều vãi đái. Mỗi tội không đủ 4 gấu. Biết thế giữ lại con gấu mết vừa lấy là tôi đập quả trứng là được hai con gấu mết 2 sao rồi đấy. Hai con gấu mết 2 sao là cực kỳ ổn luôn. Đây rồi. Đập trứng luôn không? Không, từ từ đã, roll đã anh em ạ. Từ từ roll mấy cái đã, từ từ bình tĩnh. Roll về 50 tiền. Thôi. Đập trứng luôn anh em ạ, đập trứng luôn. Ok. Rồi. Được không? Đây rồi thằng Beat này. Thằng Beat Assassin này. Beat kẹp Assassin. Nhưng mà tôi đẩy nó chết tôi này. Ui rồi không ăn thua bạn ơi. Gấu Assassin không clear nổi. Máu trâu anh em ạ. 6 đỏ máu trâu quá. Lại ra hộ không à. Uống tiếp. Trong lúc đấy tôi sẽ kiếm thêm một con mèo 3 sao nữa anh em nhé. Ok đấy. Bad Omen là phải mua rồi. Rồi Storm Shaman mua hết anh em ạ. Bao nhiêu con đỏ mua hết bây giờ á. Là cứ chơi là mua đỏ thôi anh em ạ. Đấy, tầm này là mua đỏ thôi. Rồi thôi dồn đồ cho con mèo đi. Đấy. Ổn chưa? Chém lan.
Từ từ đã. Cái này từ từ. Cái món này là tí nữa là sẽ ghép cái giáp phản. Ok. Rồi được rồi, giải tán được con gấu à. Không chơi gấu nữa. Ok, làm sao? Ui giời, mạnh quá anh em ơi. Ui nhưng mà sao con súng của nó hồi máu kinh như kia. Ơ. Ôi giời ơi, con súng khỏe thế nhờ. Điêu thật. Không có đam để dồn chết con súng à. Một mình con súng solo ạ. Cười thế nhờ. Kinh ấy. Rồi chúng ta bỏ con mèo ra, chúng ta roll tiếp nào. Đây rồi, thêm một mèo nữa anh em nhá. Kiếm thêm một con mèo 3 sao nữa đấy, xem nào. Để chúng ta có 4 con mèo nhảy có được không? Được quá đi chứ này. 4 con mèo kẹp được vào mà, 4 mèo kết hợp với 6 đỏ mà, đúng không? Được anh em ạ. Ok. Rồi thôi, tạm thời có cặp Bad Omen đã. Một cặp Bad Omen ở đây và một cặp coi như là ác. Tí nữa cái con Skull Hunter lên được được 2 sao ấy thì có cặp Skull Hunter thì lại thay con ách ra anh em ạ. Đấy. Rồi Bad Omen lên được 2 sao thì lại thay tiếp vào, thay một cặp Storm Shaman nữa vào. Rất khỏe luôn. Đấy, đơn giản thế thôi, nó sẽ có những cái cặp vào, chơi này cực dễ luôn. Bộ này là anh em có thể thử nhá, chơi dễ lắm ấy. Lần này có ăn được không? Ui giời, con súng này điêu thật đấy, con súng này khỏe thế nhở. Làm gì ngồi cửa đấy. Giời. Wow, đẩy 20 máu cơ. 16 máu. Ơ. Vừa lên là 41 máu à. Sao nó hiện lên là 16 máu là thế nào nhở? Hình như là bị lỗi à. Chắc là bug game rồi. Bug game rồi anh em ạ. Đây, thay con Skull Hunter vào, khỏe hơn. Đây, thay hai con Swordman vào, khỏe hơn. 2 sao anh em ạ. Hình như là bắt game, round vừa rồi nó tôi nhớ là 41 máu, sao tôi đẩy cho nó còn có 10, à còn có 21 máu, thì nó phải là 20 máu chứ. Sao đẩy còn có mười mấy máu kia, 16 máu à. Ok. Đây mới là round 35 rồi đây anh em ạ. Anh em thấy cái bộ này nó đẩy khủng khiếp không? Tốc độ đẩy kinh thật. Đã không lọt thì thôi, mà đã lọt thì là ngọt rất nhiều. Ui rồi đồ chán thật đấy. Thế thôi, lại ghép cái bờ linh vậy. Đồ chán thật. Chả ghép được cái mẹ gì. Thôi ghép lần cuối này, ghép hai cái chén này. À, roll đi. Ui, lại heo này. Lại cho ra. Ồ. 21 máu nó có đi round này không nhỉ? Chắc là tôi nghĩ là nó vẫn sống một round nữa đấy. Round sau xả tiền nhá anh em nhá. Tầm này làm gì đã chết được. Round vừa rồi đẩy 20 máu ấy. Round này liệu rằng có đẩy được hơn không? Chắc không. Ui, nhưng mà tôi nhìn thấy tín đấy kìa. Bọn này 6 exit mà còn đéo được bất tử cơ. Ồ. Ui nhưng mà sao trông nhiều đấy kìa. Đi luôn không? Ui dồi, 21 máu luôn ạ. Ớ thì đéo nào mà nhìn ở trên màn hình là tôi đẩy nó có 18 máu rồi mà. Điêu thật, lỗi game à. Bắt game rồi. Rồi ôi, nhưng mà bắt gì thì bắt thì Thái Lan vẫn thua. Thái Lan làm gì có cái cửa. Việt Nam vô địch, nói thế cho nhanh. Trời ơi, trận này 5 thằng Thái Lan không ăn nổi một ông Việt Nam à. Ôi ôi, toàn Thái Lan anh em ạ, toàn Thái Lan không ăn nổi Việt Nam. Rồi, lịch sử lại được lặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều và anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi nhá. Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái bộ siêu mạnh, mạnh nhất trong game. Hoặc anh em có thể chọn clip bên phải để xem trận đấu mà Tuấn Cơm gặp Kỳ Phùng địch thủ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!